Chào cả nhà. Chào bà cô chú. Chào cô chú. Cả nhà ơi, hôm nay thì gia đình mình có tin vui là nhận được hai món quà của chị bên Trà Vinh gửi cho Nhí với cô Men, là một cái tủ, một cái bàn học, rồi chị gửi cho vợ mình một cái tủ đựng ly, đựng chén nè, quá trời đẹp luôn. Thì hồi sớm mình đi săn bắt với ba ở trên đồng á, thì chị giao qua hồi giấc trưa mình không có quay được, mình mới về tới nhà thì mình thấy chị nhờ người giao qua tới đây hết rồi, mình mới làm một cái video nè, mình quay lại cho chị xem, rồi cho cả nhà cùng xem luôn. Thì đồ đã qua tới nhà mà của em hết rồi chị ơi. Thì còn cái phần quà sau nữa thì cái đó thì chút nữa mình lúc mình ăn uống với mẹ thì mình sẽ chia sẻ sau. Đây, về cận cảnh nè, cái tủ, cái bàn học mà cứ nói cái tủ, cái này kêu bằng cái bàn học hả mẹ? Đó giờ em cũng biết cái bàn học á, cái bàn học đẹp lắm. Ở dưới đâu nhí mở cửa ra mở cho cô chú xem luôn nhí. Đó. Hồi đó giờ con mình đi học chứ mình chưa có mua được cái tủ này nữa nè. Hôm nay được chị tặng cái tủ này cho hai con mình mừng lắm cả nhà ơi, vui lắm. Rồi chị còn nói kêu vợ em thích cái tủ chén đó là màu gì thì chị tặng cho vợ mình cái tủ chén nữa. Đây, món quà quá quý giá và ý nghĩa luôn. Thì sẵn đây đầu video thì mình cũng gửi lời cảm ơn gia đình của chị ở bên Trà Vinh, là cảm ơn anh chị rất nhiều đã tặng cho vợ chồng em hai món quà. Hồi nãy lúc mình đi săn bắt về cả nhà thì mình có ghé chỗ tiệm người ta bán bánh xèo nè, mình mua 4 cái bánh xèo là một cái 20 ngàn, 4 cái 80 ngàn, về đãi cho mẹ với gia đình mình luôn. Ngon men. Nhí ăn thử gì Nhí? Ủa không mời cô chú sao? Mời cả nhà ăn bánh xèo với gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà ăn bánh xèo nha. Mời bà cô chú bánh xèo con. Biết rồi cũng không bánh xèo ngon quá. Vợ mình cũng nói vợ mình thèm lâu rồi. Hôm nay sẵn dịp mẹ về thì mua về cho mẹ ăn, rồi sẵn gia đình mình dùng bữa luôn. Mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn ăn bánh xèo với gia đình mình luôn nha. Biết ngon nhiều, ngon nước mắm, với rau là ngon nhất. Rau cắt lồi với cải. Mình đi ra nãy giờ cũng em chứa mời hả? Ừ, em mới mời luôn á. Ủa con làm như vậy rồi nó bị mặn không? Ông Men mời lại Men ơi, nãy cha không có quay con mời rồi. Con mời đi. Bánh xèo ngon không? Bánh xèo ngon nhỉ? Còn hồi nãy mình có nói là cái món quà thứ ba của anh chị ở Trà Vinh gửi cho gia đình mình là món quà đó là để dành tiếp sức cho hai vợ chồng mình mua gạo để từ thiện. Chị ngày hôm qua có chuyển qua thẻ của mình là 2 triệu. Hồi sớm thì mình cũng có đi rút rồi, em lấy tiền ra cho cô chú xem, em mới rút về hồi nãy luôn 2 triệu. Em cũng nhận được 2 triệu này anh chị ơi. Thì bắt đầu ngày mai hai vợ chồng mình đi quay video, tranh thủ về sớm sẽ đi mua gạo. Sẵn có mẹ nè, rủ mẹ đi chung luôn. Thấy mẹ. Này được ăn ha. Không có ăn ổ không, thời gian này mà chiên tí, mua 1 kg bột thôi và mình chiên nấu cằn thịt, có bánh với rau à, mắm với thịt. Nãy xong thì chứ nãy giờ nói chuyện quá trời nhiều luôn, cũng rất mong cả nhà thông cảm cho mình nha. Mừng quá nói chuyện nhiều hơn. Nói chung ra thì hai con mình đi học hồi đó tới giờ, tại vì mình cũng đi lại nhà người này người kia chơi thì mình cũng thấy cái bàn học, nhưng mà mình nói không biết cái đó nó nhiêu tiền, rồi không biết. Hồi đó giờ em cũng biết cái đó khoảng nhiêu tiền đó, nhưng rồi... cũng rồi mua hoài mà. Rồi bỏ qua ngày rồi cũng không có mua cho hai con mình luôn. Hôm nay thì anh chị tặng được cái bàn học đó với cái tủ đựng chén quá trời đẹp luôn. Thì nói chung ra thì vui lắm, món quà ý nghĩa cả nhà ơi. Thì hiện tại là mình được 1 triệu nè, chị Tú Anh được 1 triệu. Còn chị ở bên Trà Vinh, anh chị bên Trà Vinh đấy thì gửi 2 triệu nữa là mình được 4 triệu. Thì bữa hổm mình định là cho 5 kg gạo với thùng mì. Nhưng mà 4 triệu rồi mời mình tính lại coi sao. Mình cho nhiều hơn chút nữa đi. Mình tính là bạn mua 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, nước với đường với bột ngọt. Bột ngọt cái đó là cái đồ cần thiết. Con lắm. Mấy bà nội trợ với 5 kg gạo, 5 kg gạo ngon á. Hôm nay con nói hoài mà con chưa có thực hành được nè con. Chừng nào con thực hành được con mới vui dữ nữa. Ngày mai này, ngày mai mình đi quay mình tranh thủ mình về. Ngày mai đi về là mình mua đồ cho đâu ra đó hết đi. Đúng rồi. Rồi mình mới thống kê là được bao nhiêu người mình cho. Ừ. Là tới chiều luôn á. Ừ, chiều con mới đi mua. Thì tại con đi quay chắc cỡ 2 giờ con về tới. Hồi đó giờ cũng chưa có từng làm từ thiện nữa cả nhà ơi. Thì chắc cũng không biết làm bằng sao rồi làm cách nào nữa, cũng hy vọng là thuận bồn xuôi gió. Thì mình có hứa với cô chú anh chị là kênh YouTube Gia Đình Của Tôi á, phát triển cô chú anh chị xem ủng hộ á, là kênh sẽ trích tiền lương ra cho mỗi tháng. Không có nuốt lời, cứ nói cứ cho mỗi tháng luôn. Mình cũng định đi quay những hoàn cảnh neo đơn nè, những người nghèo mà bệnh tật rồi nữa, nhưng mà không có thời gian, tại mình đi quay với ba săn bắt á, về tới nhà thì nó tối, nên chắc cũng từ từ tạo điều kiện nhín thời gian ra để đi. Rất mong cả nhà ủng hộ cho kênh hết mình. Gia đình mình cảm ơn cả nhà rất nhiều, cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Không về cũng lâu quá không ăn bánh xèo. Con muốn ăn nè, con đừng chém mắm nhiều, đêm nay chắc hết đời, nước đá lạnh quá chú ơi. Uống một ít. Mình giờ đưa con thùng nước đá mình đâu sợ chứ gì hôm nữa. Trời ơi, ngày qua thèm nước đá, uống nước lã không chị cũng không. Đi mua nước đá không ai bán. Ta không có mẹ ơi. Có, người ta cũng bán cho mình, người ta để ý chứ. Mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà luôn. Trời ơi, cái cục này tôi cũng gắt nữa nè. Được quá chuối. Thấy chiên bánh xèo mà bây giờ nó hiện đại, trên cái sửng là có cái đồ quay luôn á. Chứ bằng ga bằng điện gì đó. Thằng 6, 7, 12 cái nha. Không bao giờ khép. Nó xay vòng như cái bạn ăn mà mình muốn ăn món nào mà mình quay món đó vậy đó. Mình đó thì phải ăn cái món của mẹ làm là món gì cả nhà biết không? Chú xiêm nạo ra rồi nấu ra canh dừa. Canh dừa mình phải làm món. Thôi để Tết đi. Tết nấu canh dừa chứ. Mà giờ chắc xứ này cũng khó kiếm chuối nữa, bị đốt hết mẹ nữa rồi. Còn có vợ bây giờ mình thấy mẹ nấu món đó với món canh chua trái xài. À, trái xài mình làm chua đó. Canh chua giả. Ông ngoại Sáu nấu canh chuối. Nhớ ăn nhiều vô nhé. Dạ. Có cái bàn học mà ngon lành nữa. Gán học vô cho cô chú Thương. Để học dở mà là không xứng đáng với cái bàn học đó đấy nha. Cái bàn học là cái động lực đó. Ủa, con trộn nước mắm nữa. đi nó giòn á, nó chiên cái này ta bỏ vô hai chín dễ ngon. Ăn đi. Cái này hơi lỡ tay đen chút. Anh chiên hả? Có, người ta chiên nó trời. Bạn nói lỡ tay. Anh nói mua cái 20.000 mà hồi giới thiệu anh chiên chắc nó dốc rồi. Thế còn ngon nữa. Nó thơm. Thiệt chứ. Khét thơm hả? Có nhiều chai không nè? Không thèm chứ. Thèm rau. Mấy chị rau, trời rau thấy nó ngon, nó thèm. Rau gừng đi ha. Rau gừng không luôn, nó lốt là nhiều á. Ngon lắm luôn. Rau bánh xèo rồi nhà rau với nước mắm. Đâu cần nó trong thịt đâu còn ăn. Đừng có hấn chuyện ơi. Không có tiền chảy nổi nè, đừng. Ai cũng bưng cái dĩa đưa liền nè, thấy con bỏ cái dĩa. Mũi hả? Mũi quá trời luôn nè. Hứng là làm người ta chiên rồi mình đưa cái dĩa vô hứng. Đúng rồi. Rồi người ta bỏ vô cho mình. Còn đấy giờ chưa ăn món đó. Mà nghe mẹ nói là chắc cái gỗ rau gừng ngon. Ừ, ăn con đa thèm lắm. Biết nào có dịp đi tới đó ăn món đó. Quay video lại luôn. Ngọt chiên không ha? Ừ, ngọt chiên không à? Cái tay này là còn cái chảo, còn cái tay này là củ đậm là bột nhân. Mẹ ăn mặn mặn chưa mẹ? Ngon, con ăn hết trơn à? Ngon, cứ ăn. Ăn con. Này không có lá cắt thế không? Không, qua nó kia nó cho. Đúng rồi, có cái này với cái này cải xanh cũng ngon à. Có lá lốt mới cũng ngon ha. Trời ơi, hung hôi sành muốn chết. Tôi yêu Việt Nam đâu, đâu. Đâu, tôi yêu Việt Nam đâu. Ủa nhí không có hả mẹ? Không, có bộ rồi lột hoài, có bộ rồi. Mấy bộ kia con không à, con này con kia. Mẹ nó gán cả nhà chứ nó buồn ngủ rồi đó. Tôi yêu Việt Nam buồn ngủ rồi. Thì cả nhà ơi, gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi. Chắc video của gia đình mình xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Con má ba và cô chú. Con má ba và cô chú. Mình chào tạm biệt cả nhà. Cuối video thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới dồi dào sức khỏe nè. Làm ăn phát tài luôn nha. Mình chào tạm biệt.